qua tới nhà Diễm này nè, mình gặp Diễm đang ngồi thiêu. Diễm thiêu tay á, thiêu thủ công á, giỏi đó. Ê đó, Diễm học á, cái người ta cho học thiêu, về cái Diễm thiêu gèm bướm cho người ta. Giờ thiêu cái áo cho hậu chuẩn bị nhập học rồi nè, thiêu cái tên vô. Đây cái áo này nè, đi học. Thiêu rồi nè, Nguyễn Trung Hậu. Nguyễn thiêu hay quá. Căng vậy thẳng dễ thiêu ha, còn không có bằng căng thì khó thiêu. Ra tấm lợn cho Hương đi qua nhà mình với Diễm với người hậu đầu giúp để tiếp. Có gì đào nữa không hậu? Còn cái nào nữa? Vô lấy cái nữa hậu. Con hư nấu quá trời. Trời ơi, quá tệ bụi đó. Trời ơi,
Trời ơi, chảo quá. Rồi đi chơi. Rồi cái này đừng đừng bước ra. Để vậy nè. Cái lấy ra. Hai bụi ăn thấy không tin. Chắc thịt vô quá đứt kìa. Ừ. Thấy ham, thấy toàn đứt cá thấy ham. Đây là lần đầu tiên mình đi đào củ lùng nè. Hồi nãy giờ mình cũng chưa có đi đào củ lùng lần nào á. Hôm nay là lần đầu tiên mình đào củ lùng. Nhưng hôm là lần đầu tiên là mình ăn củ lùng là Trang đem vô cho mình. Trang đem vô cho cũng nhiều. Gì cộng? Cộng trong đây nè. Củi đất hai lớp nữa. Củi đất ra là nha. Cái nhỏ bôi. Cái nhỏ ăn chưa dính dằn. Chắc tới với bụi lùng. Lá lùng này có bánh được ta. Không lẽ người ta có bánh lá lùng này. Thôi dễ lột vậy. Hả? Dễ lột vậy. Dễ lột cái nè. Lột bằng tay cũng được luôn hả? Nè. Ừ. Tóc lóc rồi hả? Nè. Trời ơi vậy mà. Ăn thì sao nè. Ừ. Lột tóc lóc ha. Nè. Dễ lột. Ờ trắng tươi. Ừ. Ủa con ở đây. Kìa, quá trời. Nó hồi trăm đầu. Trời ơi, cái này cục bành 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 luôn. Lột tóc lóc đã lắm. Lột bằng tay luôn, khỏi bằng dao giết vậy đó á. Lòng hồng nè. Đạo này cũng thấy ham quá chứ. Để cái này năm tới trồng nữa, năm tới trồng bằng cái này nè. Hồi từ kia mình đâu có biết đâu, mình tưởng người ta trồng bằng cái cũ. Mà giờ trồng bằng cái cây này nè. Rồi lại năm tới trồng nữa. Ba bụi á. Bánh tươi à? Hả? Chị học, banana nó cụp nè. Nó cụp nó không ra được, nó quặn hả? Ông kéo thôi. Kéo thôi nó cụp. Cây rớt rồi. Giờ đó cây trà nữa kìa. Vì sao dừa không hả? Đấy. Đó với chùm nữa con. Ở trong kia kìa. Trời ơi, cái này tái với em. Tái đẹp. Đây hả? Ừ. Bút đại à? Ừ. Vô đây nè. Bên đây còn mấy cây cá nhóc ở trời. Cà phê cái cục kia. Đặt ấm của mình nó tốt. Để sợ luôn. Mình đây lúc này trời nắng quá chừng luôn. Nắng dữ lắm đó. Lá dứa của mình nó bị sâu. Sâu cái giờ nó đang lên lại. Đang lên lại lấy cái lá non. Cắt cái này bỏ mà cứng quá, cắt không đứt. Mình xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nấu cái món chè củ lùng. Đây là củ lùng nè. Củ lùng này mình đi đào bên nhà của Diễm nè. Trồng củ thấy ham, hổm thì Trang có cho mình 3 kg, mình ăn hết rồi. Rồi bữa nay cái này mình thấy ăn ngon. Rồi cái bên nhà anh Diễm có trồng đâu chục mười mấy bụi gì. Cái mẹ Diễm rủ mình qua đào cho mình được như đây nữa nè. Giờ mình đi nấu. Nấu chín rồi mình mới nấu chè. Ăn cho nó dễ lột cái vỏ ra. Chứ mình để sống gì chắc khó lột cái vỏ. Để sống thì mình lột thử coi nó ra cái vỏ không. Sống gì thì nó khó ra vỏ lắm, cho nên mình phải đi luộc. Giờ mình đi luộc. Ở đây mình có chuẩn bị cái nồi nước nè. Giờ mình rót nước nè. Mình cũng chưa có cái kinh nghiệm mà để nấu cái củ lùng mà cho nó dễ róc vỏ hay là nó khó róc vỏ nữa. Cho nên mình nghĩ nấu nước ngập thì dễ róc vỏ hơn.
Tại vì đây là lần thứ hai mình nấu củ lùng rồi. Hôm bữa Trang cho thì mình nấu một lần rồi. Giờ mình nấu lá cẩm. Giờ mình xắt lá dứa ra. Mình cho vô cái cối mình đâm ra. Củ lùng mình luộc nãy giờ chín rồi. Giờ mình vớt ra. Mình nghe nó vớt ra để ngâm vô thau nước lạnh vậy nè. Dễ lột. Vỏ, vỏ nó dễ tróc lắm. Giờ mình là lột, mình với Diễm lột củ lùng ra. Củ lùng này mình thấy cũng dễ lột nè. Củ lùng hỏi anh Trang cho mình cũng dễ lột lắm. Củ lùng này mình lột ở dưới cái đít củ lùng nè, mình lột dài lên, dễ lột. Chứ tay mình lột xuống hơi khó hơn, ở dưới mình lột lên. Bỏ vô nước lá dứa miếng đường nè, để mình sắc cái củ lùng á, cái mình để vô cho củ lùng nó thấm vô nó ngọt. Nó thấm màu rồi nó thấm đường luôn. Mình quậy tan đường ra. Rồi mình sắp cái củ lùng ra nhỏ nhỏ ra. Mỗi củ vậy mình sắp ra được 8 viên. Đó, mình để vô đây mình ngâm. Ngâm bằng cho nó thấm nước màu lá dứa nè. Với thấm đường vô cho ngọt. Củ nào nhỏ thì mình chẻ làm bốn à. Còn củ nào bự thì mình chẻ nhỏ ra nữa. Giờ mình làm tới màu tím nè. Màu tím mình cũng để vài muỗng đường vô cho cái nước nó ngọt ngọt. Để cho cái củ lùng mình nó ngọt. Cái củ này thì cho mình để vô nó lâu thấm màu vậy đó. Mình để vô đây mình xào đặng cho nó thấm màu vô cái củ lùng. Mình xào cho nó thấm vô củ lùng với mà cái đường đặng hồi cho nó kẹo kẹo lại cái nó dính vô củ lùng đặng mình áo bột cho nó dính. Chứ để gì. Mình xào củ lùng xong rồi, giờ mình nhắc sức. Mình túc bột ra chuẩn bị mình áo vô củ lùng. Này là bột năng. Mình bỏ bột năng vô mình lắc cho nó dính lại. Cái nước lá dứa về cho nó dính bột. Nước sôi cái mình bỏ vô mình luộc. Nước mới hơi sôi sôi, ra hiệu sôi, mình bỏ vô luộc. Rồi mình bỏ vô mình luộc từ từ, luộc hai lần. Rồi củ lùng mình nó nổi ra nè. Nó chín nè, giờ mình vớt ra. Mình bỏ vô cái thau nước lạnh nè. Giờ mình làm tới cái màu lá cẩm.
Thì mình bắt cái nồi nước khác lên để mình nấu chè. Bây giờ nồi nước chè, miếng muối. Mình nấu bằng đường thốt nốt nè, rồi mình bỏ đường vô cho nó tan ra. Mình bỏ vô 3 viên đường. Đây, màu trắng, trắng tím xanh, màu tím thiệt đẹp luôn. Rồi mình nấu dừa, mình làm nước cốt. Sắc miếng gừng cho thiệt nhuyễn, mình để vô cho nó thơm nha. Nay mình thay đổi khẩu vị ăn chè, hôm Tết nay ăn đồ mặn hơn. Rồi mình cho củ lùng vô. Củ lùng hồi nãy mình có một màu rồi, giờ ra ba màu rồi. Mình bỏ vô nước cốt, mình thắng nước cốt nè, muỗng bột để cho nước cốt mình nó kẹo lại. Mình thắng nước cốt coi nó là xong rồi, chè mình chín rồi. Rồi chè mình chín rồi nè, giờ mình múc ra. Đủ màu, đủ sắc. Rồi mình bỏ nước cốt vô. Ừ. Có quả đậu. Không có đậu phộng. Rồi bỏ đậu phộng vô. Rồi chứ không. Ừ. Mình giờ mình mời cả nhà cùng ăn chè củ lùng với mình cho vui nha. Ăn chè vui. Ba nè, chào ông bà nè, nè. Nè quay quay quay, chào ông bà nè, đi đâu hả? Mời cả nhà cùng ăn chè với mình. Mình ăn thử thì ngon không? Hồi nãy giờ mình cũng mới lần đầu tiên mình nấu. Ăn nè. Ăn luôn. Ừ. Con chào nè. Dạ con làm gì con ngồi ngoài đó, con chào đi, con ông bà đi. Con chào ông bà nè, mau lên. Làm gì á? Ngon. Ăn nó giòn giòn, nó ngon. Các anh chị và các bạn có cách nào khác nữa thì chị chia sẻ cho mình biết nha. Và cùng các bạn biết thêm nữa. Mình nấu vậy thì mình thấy ăn thì nó cũng được. Ăn giòn. Củ lùng ở trong giòn, ở ngoài thì cái bột nó dai dai, nó cốt béo. Đậu hỏng thì nó thơm. Ba màu. Ba màu. Đó. Màu lá dứa thơm. Cho mình nó chứa. Cốt à, nó mùi thơm thơm giống y hệt như cái hủ à. Hến hay ăn đồ mặn không, nay ăn chè ngon ghê rồi. Có ba viên đường mỡ ngọt. Đường thốt nốt rồi. Ừ, dạ thốt nốt. Củ lùng của mình ăn cũng ngon lắm, ăn nó giòn giòn cũng ngon lắm. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, giờ giờ sức khỏe.
Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh 17 miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.